Xin giới thiệu cả nhà, hôm nay là mình sẽ chế biến món rau sắn nhá. Canh rau sắn nấu với cá. Người ta hay nấu rau sắn nấu với cá tép, nhưng mình nay mình nấu rau sắn nấu với cá chấm. Đấy, đây là rau sắn nhá. Rau sắn này là chính là ngọn của cái cây sắn mà có củ sắn ấy. Đấy, cái ngọn non của nó hái vào xong là vò đi. Xong là muối, ngâm vào nước muối chua. Sau khi muối chua xong là bỏ ra là rửa sạch. Rửa sạch sau đấy là cho vào luộc. Đấy, luộc xong là rửa bỏ ra rửa hai ba nước đi. Xong là thái, thái ngắn thế này cho nó dễ ăn này. Đấy, ngon lắm. Đấy, mình sẽ bật bật bếp. Bật bếp mình xào nhá. Đấy, trước tiên nấu là mình sẽ xào rau sắn lên, đào rau sắn này. Mình đã cho muối bột canh rồi, cho mì chính này, cho mà mỡ rồi. Các bạn nên nhớ là rau sắn này mà xào với tóp mỡ lợn ấy. Tóp mỡ lợn mà rán hơi tái tái một tí xong rồi cho vào xào. Ăn ngon tuyệt vời luôn. Ngon chưa? Rau sắn rất là ngon. Trong lúc đợi xào rau sắn thì mình sang mình lấy nước nhé, lấy nước để cho vào canh. Rau sắn này lúc đầu thì nó chưa quắt, bây giờ mình xào nó quắt đi rồi thì nó còn ít thế này. Thế nhưng mà ăn rất ngon nhé. Cái rau sắn này mà bây giờ rau xào này mà bây giờ cho vào ăn với cơm thì tốn cơm lắm. Rau sắn này có rất nhiều ở những cái vùng núi Trung Du, đặc biệt là ở trên khu vực Ba Vì của Hà Nội này, hay là sang bên Phú Thọ. Đấy, người ta trồng rau sắn rất là nhiều. Đấy, sau khi mà xào rau sắn nó săn lại này rồi nhá. Đấy, mình cho cả ớt để cho cay. Đấy, rau xào rau sắn săn lại rồi thì chúng ta sẽ cho nước vào. Đấy, ta sẽ đổ nước vào đun. Đổ nước vào đun để lúc nào nó sủi cái thì sẽ cho cá vào. Sủi nước thì cho cá vào nhé. Đấy, bây giờ trong lúc chờ đun rau thì mình sẽ đi rửa cá. Mình sẽ đi rửa cá nhé. Đấy, giờ mình sẽ sơ chế rửa cá nhé. Đây này, cá chấm này rất là ngon, cạo sạch vảy nhé, mổ sạch sẽ. Đấy, cho vào đây xong rồi mình tẩm nước. Hai miếng tức là cái nồi canh rau sắn đấy mình cho hai miếng cá này. Hai miếng cá này là nó khoảng 5 lạng. 5 lạng cá. Bóc cá rửa thì tốt nhất là bóc sạch cả mỡ. Không để mỡ. Mỡ nhiều mỡ không tốt. Đấy. Đấy. Cá chấm nhé. Nên nhớ là phải đánh sạch vảy nhá. Cá tất cả các loại cá trừ khi cá da trơn thì mình cần này. Còn không là phải đánh phải sạch vảy hết. Ướp cá. Trong lúc đợi nước rau sắn nó sủi thì tiến hành ướp cá. Cho muối, mì chính, nước mắm vào cho nó ướp cá cho nó gia vị, một tí gia vị nữa, cho nó chuẩn. À, nước mắm nhá. Nước mắm này, nước mắm cá nguyên chất thơm lắm. Ướp một lúc để ngâm một lúc để cho nó lúc nào nước rau canh rau sủi thì sẽ ấy. Đây, nồi canh rau đây.
Rất là ngon. Cá này nha. Cá ta ướp, chúng ta đảo một tí cho nó ngấm vào. Đấy. Này miếng cá ngon lắm. Khả năng phải thêm một ít nước, canh rau sắn nó nhiều lên tí. Và tăng tốc bếp lên tí cho nó nhanh sủi. Ngon chưa? Ngon quá. Mình sẽ tiến hành nấu canh rau sắn. Cái món rau sắn xào này mà ăn với cơm ấy, chỉ cần cho ít nước sôi vào thôi. Cần cho một ít nước sôi vào rồi ăn đã cực. Chả biết các bạn nào như mình ăn cái 5-7 bát cơm là bình thường. Đợi cho nước sủi đi, bắt đầu chúng ta cho cá vào. Tại sao phải cho cá vào cái lúc nước nó sủi? Để cái miếng cá nó sẽ gặp nước nóng, nó sẽ chắc miếng cá, sau lúc ăn thịt nó sẽ ngon. Nước canh sắp sủi rồi. Thấy không? Đấy. Wow. Sủi bông lên rồi. Tuyệt vời nhá. Tuyệt vời các bạn. Đấy, cho giò nhỏ lửa đi. Đấy, sủi bông lên rồi. Ngon chưa? Lúc nãy chúng ta xào quăn nó lại, bây giờ nó lại nấu, nó lại nở ra. Đấy. Cái này rau sắn này mà ăn nấu cá om tuyệt vời. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho cá vào nhá. Đấy. Sẽ cho hai miếng cá này vào. Vừa quay vừa gắp cá là hơi khó. Đấy, ôi dồi, ngon chưa? Giờ tuyệt vời luôn nhá. Tuyệt vời luôn nhá. Đấy, tuyệt vời chưa? Đấy. Thế là bây giờ chúng ta sẽ om nhỏ lửa. Lửa đến lúc nào chín thì thôi. Đây, cho nốt cái nước mắm này vào. Cho nốt cái nước mắm này vào nhá. Chúng ta tiếp tục. Đấy, sau khi để sủi lăn tăn một lúc nhá. À, miếng cá bắt đầu chín rồi các bạn ạ. Đấy, thấy không? Nhìn miếng cá nó săn lại không? Đấy, nó săn lại ngon không? Săn lại quá ngon luôn. Thơm lắm. Thế nhưng mà chưa ăn được. Phải để cho nó miếng cá nó chín thêm. Cái nước này nhìn rất là trong bởi vì là mình cho ít dầu, ăn sợ béo nên không cho dầu mỡ. Cái này bây giờ để đây là om khoảng 15 phút nữa. Ăn thử miếng rau sắn xem nhá. Miếng rau sắn xem ngon không. Rau sắn lúc xào thì dai mà bây giờ mềm thế. Vừa mềm vừa ngon luôn nhá. Wow, ngon tuyệt vời luôn. Tốn cơm lắm. Nó đẩy vào, đẩy vung vào, đẩy om một lúc đã. Đẩy vung vào om một lúc. Đấy, các bạn thấy nó sủi. Tuyệt vời không?
Ngon lắm, món này ngon lắm, món canh cá này ngon tuyệt vời. Mình rất thích ăn món rau sắn, canh cá rau sắn. Đấy, mình đi chuẩn bị bát để canh ra nhá. Đây. Chuẩn bị được bát để múc canh ra. Ngon lắm các bạn ạ. Đây là món nồi canh rau sắn nấu cá siêu to khổng lồ. Mời các bạn chuẩn bị ăn. Không biết là chín chưa đây, khả năng là chín rồi, một lúc sủi đến tương đối lâu rồi. Đang là bây giờ là sủi rồi nhá, mình sẽ tiến hành cho ra để ăn thôi. Ngon quá, ngon quá, ngon tuyệt vời luôn. Thấy không? Này. Rau sắn nó mềm ra rồi nhá, rau sắn ninh như mềm này. Đây, miếng cá này, cá mềm hết rồi nhá. Đấy, nước mình để nước rất là trong, mình không cho dầu. Cá ngon tuyệt vời luôn, săn chưa? Đấy nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra nhá, tận bếp để cho ra để mời các bạn cùng chén với mình. Đây. Quay gì cho nữa. Miếng cá siêu to khổng lồ này các bạn ơi. Đấy nhá, miếng cá siêu to khổng lồ này. Thấy không? Cá ngon không? Ấy. Cá và rau sắn nhá. Đây nữa này. Nhá. Hai miếng. Ngon chưa? Tuyệt vời luôn. Đấy, tuyệt vời chưa? Cho rau sắn ra. Đấy. Đây là món canh rau sắn nấu cá, đứng để thấp thế. Chưa được này, quay đi. Đấy, bây giờ mình sẽ cho nước vào nhá. Nhiều quá, thừa rồi. Múc cái rau sắn này ra. Thường thì người ta hay nấu canh rau sắn với cá tép này, mình hay nấu canh rau sắn với cả cá với rừng đi. Đấy, đây nhá. Đây là bát canh rau sắn nấu cá nhá, đây. Rau sắn nấu cá này, cá ngon lắm. Đây nhá. Wow. Đấy, rau sắn rất mềm này, cá chín này. Đấy, cá này. Ngon chưa? Đấy, miếng cá rất là ngon nhá. Wow, ngon quá. Đấy. Cá chín hết rồi, rau sắn cũng ngon này. Đó. Hôm mời cả nhà nhá, mình ăn cơm đây. Các bạn xem video nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình nhá. Rau sắn mềm. Thử tí cá nào. Cá này. Cá thơm ngon tuyệt vời nhá. Cá quá ngon luôn các bạn. Rồi, mình xin kết thúc video đây.